Hello anh chị ơi, hôm nay chỗ này nó mát mẻ quá đi. View suối nha. Và nó view cực đẹp luôn anh chị, đường bê tông nè. Anh chị thấy không? Đó, này đưa mấy khách xem ha. Rồi sẵn bên em đo đạc cho luôn. Nay em giới thiệu cho anh chị lô đất này nha. Ở đây mình có hai sào đất nha anh chị. 2000 mét vuông nha, view suối cực đẹp nha. Đó, thông tin chi tiết cụ thể em sẽ để tiếp theo trong phần video. Anh chị nhớ theo dõi hết cái video của em nha anh chị. Đừng bỏ lỡ uổng nha. Đẹp quá đi, mát lắm anh chị ơi. Đây đây là một cái dòng suối ha, nó từ trên thác Bà Giọt nó chảy xuống. Là ở đây là suối nước quanh năm nha anh chị. Là bên đất mình đây nè. Đó, đất view đẹp không? Đó, mặt tiền hiện hữu ha. Đấy, đường xá coi như là mình liên thông đi đường nào vô cũng được hết. Đấy, con suối này á, về đây anh chị mình làm nghỉ dưỡng nha, câu cá đâu không? Đó, cuối tuần mình về đây mình câu cá rồi mình nướng lên mình nhậu ha. Đẹp không? Rồi đây đây, hiệp cho anh chị mình xem cái lô đất đây. Đó, của mình là mặt đường bê tông nha, đường này đường liên thông nha. Mình đi đường này cũng được nha. Rồi mình đi đường này cũng được nha. Đó, lô đất mình đây. Bằng trang luôn thì có rào hết ở đây nè. Giờ hiệp vào quay xích bên trong cho anh chị xem nha. 2000 mét vuông nha anh chị nha, siêu đẹp luôn. Đấy. Thấy không ạ? Rồi, anh chị mình về đây mình làm. Đó, cái ở sau đó có vườn bưởi sầu riêng nè, giáp dưới của mình ha. Đó, còn cái này của mình bằng phẳng luôn. Hiện chỉ có chuối thôi. Sau này mình chị mình về mình thích mình làm cái nhà gỗ hôm tây rồi đây mình trồng bưởi, trồng sầu riêng rồi đó. Đó, mình lập vườn cây ăn trái đây. Rồi suối của mình ở trước mặt đây mình câu cá câu đồ ha. Quá đã luôn anh chị, 2000 mét vuông mà giá siêu rẻ luôn ha. Đó, bây giờ anh chị xem tiếp theo trong phần video của Hiệp nha, để Hiệp có cái nhìn tổng quay tổng quan hơn cho anh chị bằng cái live cam ha. Đó, rất đẹp luôn ha. Chúc nhanh anh chị ơi.